Rồi, hello em nha. Clip này chỉ ngắn tầm 1 phút thôi. Theo yêu cầu của anh em thì hôm nay em lên sóng cho anh em một MSH207 nha. Lên full ý 2012, áo này là áo jean đập thùng chứ không phải là hàng V3 với hàng 11 nha anh em. Đó, áo jean đập thùng mới. Máy giữa chưa trẻ, biển số thành phố chính chủ cực đẹp nha, 12879 nha anh em. Con này máy giữa chưa trẻ, dọn sạch len can xà beng, anh em nhìn ở ngoài nhìn vào là như một con thắc ý đời cao luôn nha anh em. Bảo hành máy móc của anh em tại 6 tháng. Đó, con này báo giá là 92 triệu nha. Còn những cái con khác mình bán có 82 triệu thôi, là những con nó áo lên áo 11 nha anh em, áo 11 nha. Nói không với hàng V3 nha anh em, áo 11. Con này áo cực đẹp nha anh em, con này ở ngoài anh em nhìn nó ở trong clip nó vậy nha, ở ngoài là nó đẹp như zin nha anh em, không khác một tí nào nha. Cực đẹp. Rồi anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha. Bên mình chuyên hắc xe 82 triệu, 92 triệu nha. Với 100 mấy, 200, 300 nói chung tùm lum giá hết, anh em cứ ghé cửa hàng mình tham khảo nha anh em. Rồi chào anh em rất là nhiều.